Chào các bạn và các em. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 5 Food and Health, Lesson 8, CLIL, Content and Language Integrated Learning. Trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo, sau khi học xong bài học, các em có thể nói về Science, Food and Nutrients. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm chương trình mừng từ khóa, chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube và đăng ký. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay lại với nội dung bài học. Task 1, bài tập số 1. Check the meaning of the words in the box and complete the text. Read and listen to the text and check the answer. Hãy kiểm tra từ mới hay là hãy tra nghĩa của từ mới ở trong khung và hoàn thành bài khóa. Đọc và nghe bài khóa một lần để kiểm tra đáp án của bạn. Từ thứ nhất, water, nước. Từ thứ hai, minerals, khoáng chất. Từ thứ ba, fat, chất béo. Từ thứ tư, vitamins, vitamin. Từ thứ năm, diseases, bệnh tật. Từ thứ sáu, carbohydrates, hóa chất carbon. Từ thứ bảy, protein, chất đạm. Trong đó, fat, chất béo được sử dụng 2 lần. Chúng ta cùng điền từ. Number 1. Protein make you strong. There's a lot of it in meat, fish, milk, eggs, beans and nuts. Carbohydrates give us energy. There are a lot of these in bread, pasta, rice and potatoes. Vitamins are important nutrients in the food. We can eat and we can find them in different types of food. People who don't get many of these in their food can get diseases. Minerals are important for strong teeth and bones. You can find them in meat, fish, milk, vegetables and nuts. These nutrients has got the most energy and is good for your skin and hair. The fat in food such as butter, chocolate, chip, burgers, and crisps is unhealthy. But the fat in food like olive oil, nuts, and some fish is healthy. Water is also very important nutrients. You can't live for more than 1 or 2 days without it. There's a lot of water in the juice too. Chúng ta cùng check đáp án nào. CLIL Science, Food and Nutrients. Exercise 1. Nutrients in food. There are 6 main types of nutrients. Protein makes you strong. There is a lot of this in meat, fish, milk, eggs, beans and nuts. Carbohydrates give us energy. There are a lot of these in bread, pasta, rice and potatoes. Vitamins are important nutrients in the food we eat and you can find them in different types of food. People who don't get many of these in their food can get diseases. Minerals are important for strong teeth and bones. You can find them in meat, fish, milk, vegetables, and nuts. This nutrient has got the most energy and is good for our skin and hair. The fat in food such as butter, chocolate, chips, burgers, and crisps is unhealthy. But the fat in food like olive oil, nuts and some fish is healthy. Water is also a very important nutrient. You can't live for more than 1 or 2 days without it. There's a lot of this in fruit, vegetables and juice too. Okay, như rồi ạ, chúng ta vừa kiểm tra và thấy những từ chúng ta điền đã chính xác. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Read again.
Read the text again. Hãy đọc bài đọc một lần nữa. Are the sentence true or false? Những câu sau đúng hay sai? Câu số 1. There isn't any protein in beans. Không có nhiều protein ở trong hạt đậu. We can get diseases if you don't eat a lot of vitamins. Chúng ta có thể mắc bệnh tật nếu chúng ta không ăn nhiều vitamin. Minerals are good for healthy teeth. Chất khoáng thì tốt cho hàm răng khỏe mạnh. Carbohydrates have got the most energy. Carbohydrates thì có trong hầu hết các loại năng lượng. Sometimes a fat are good for you. Một vài loại chất béo thì tốt cho cơ thể bạn. There isn't any water in the vegetable. Không có nhiều nước ở trong rau. Chúng ta cùng nghe lại và kiểm tra. Ở đây chúng ta đọc lại đúng không? Và chúng ta cùng đọc lại. Nào, cùng đọc lại. Ok, câu số 1. False. Không có nhiều trong đậu. Câu số 2. True. Câu số 3. False. Câu số 4. False. Câu số 5. True. Câu số 6. False. Bây giờ chúng ta cùng tìm bằng chứng có ở trong bài. There isn't any protein in beans. Câu này sai. No. So a lot of bean. Đó. Câu số 2. You can get disease if you don't eat much. Câu này đúng. Mineral, prawns. Phải là gì ạ? Phải là gì? Cái gì mới làm cho xương chắc khỏe ạ? Carbon đúng không? Đó. Và có trong hầu hết các loại năng lượng, không phải. Một vài chất béo ở trong ô liu hoặc là ở các loại hạt thì tốt cho sức khỏe. Nhưng trong sô-cô-la, trong các loại thịt thì lại không. Không có nhiều nước ở trong rau, không phải. Trong hoa quả, trong rau và các loại thức ăn khác thì có rất nhiều nước, đúng không? Look at the picture of the dinner plate. What nutrients are there in the five food group? Hãy nhìn vào bức tranh có phân bố về một đĩa thức ăn sau đây và hãy xem các chất dinh dưỡng thuộc 5 nhóm. Ở đây có 5 nhóm thức ăn. Các bạn nhìn thấy, chúng ta có nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Chúng ta hãy xem từng nhóm được gọi tên là gì và gồm những loại thức ăn nào. Nhóm số 1, in group 1. Nhóm số 1. There are vitamins, minerals and water. Gồm có các vitamin, nước khoáng và nước. Nhóm số 2. Group 2. There are carbohydrates. Gồm có, nhóm 2 gồm có hydrocarbon. Carbon hydrate, carbon hydro. Nhóm số 3. Group 3. There's protein. Đây là nhóm protein, các chất đạm đúng không ạ? Gồm có thịt, cá, xúc xích kìa. Number 4. Group 4, there's fat, gồm chất béo. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là format, có cả khoai tây chiên nữa. Number 5, group 5, nhóm số 5, gồm có there's protein and minerals. Nó gồm có cả protein và cả nước khoáng, chất khoáng nữa. Để làm được bài này cho nó phong phú hơn, các em có thể đọc lại từ đầu bài đến cuối bài, xem ở các nhóm đó có tên của các loại thức ăn gì. Hoặc là trong cái đĩa thức ăn này, mời các em viết tên của các loại thức ăn cho từng nhóm vào chỗ này giúp cô. Đó là phần bài tập chúng ta cần phải làm. Task 5. Bài tập số 5. Work in pairs. What do you eat every day? Hãy làm bài tập theo cặp. Bạn ăn gì hàng ngày? Ask and answer question with your partner to complete the table. Hãy hỏi và trả lời câu hỏi với người bạn của mình để hoàn thành cái bảng sau đây.
Then use the information to draw a dinner place for your partner. Và sau đó sử dụng cái thông tin để tạo thành một cái đĩa thức ăn buổi trưa cho bạn của bạn. Who eats the healthy food? Xem ai là người ăn những món ăn có lợi cho sức khỏe nhất. Group 1, fruits and vegetables. Nhóm 1 gồm có hoa quả và rau. Ly ăn này, mai ăn này. Group 2, nhóm thức ăn số 2, bread and pasta. An apple, some green beans, bananas, carrots. Ly cũng ăn cái ăn táo này, đậu xanh này. Mai thì ăn chuối và cà rốt này. Group 3, nhóm 3, meat and fish and so on. Những loại thức ăn có chất đạm. Some bread, some potatoes, some noodle. Các bạn ấy ăn bánh mì này, ăn khoai tây này. Bạn này thì ăn mì này, ăn cơm này. Group 4, fat, béo này. Fish, pork, chicken, beef. Ok. Group 5, nhóm 5, milk, cheese, yogurt, and so on. Butter, chip, burger. Chúng ta xem đĩa thức ăn của Lee. Có táo này, apple, green beans, đậu xanh, bread and potatoes. Có bánh mì, có khoai tây, có fish, cá nữa này, butter, bơ này. Còn Mai thì sao? Có bananas, carrot, có chuối này và có cà rốt này. Noodles, rice, có mì xào này hoặc là mì nấu này. Với cả gạo, cơm này. Pork, thịt lợn. Chicken, thịt gà. Beef, thịt bò. Chips, có cả chip nữa này. Hay khoai tây chiên nữa này. Và burger, với mì kẹp thịt. Chúng ta hãy xem who is the healthiest food. Ai là người có cái thực đơn ăn có lợi cho sức khỏe hơn. I think Lee. Cô nghĩ là bạn Lee đấy. Tương tự như thế, các bạn hãy làm một cái bảng câu hỏi để trao đổi với bạn của mình nhé. What kind of food do you eat every day? Và sau đó là bạn ấy sẽ trả lời là ăn cái gì? I eat an apple. Ví dụ như thế. Và sau đó bạn điền vào đây giống như thế này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn và các em hãy tìm bài giảng bằng cách đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Hẹn gặp lại chúng ta vào bài giảng sau.